xem chúng ta chọn window này, chúng ta chọn cái khối, ví dụ như là cái khối thứ tư, khối thứ ba, xin lỗi, chúng ta chọn cái khối thứ ba. Tức nhiên ta nhìn nè, thay vì chúng ta đi dựng cái biên dạng 2D là tròn luôn ở chỗ này để chúng ta extrude, thì tôi sẽ chỉ quý vị các bạn chúng ta fillet cái hai cái cạnh hồi nãy với cái bán kính là 10 để chúng ta có được cái đối tượng ở đây. Vậy chúng ta quay lại cái khối của chúng ta, chọn một window, chọn những cái row bar này mà chúng ta đang làm. Thì trên cái khối này chúng ta mới di chuột lên cái gọi trình đơn, gọi là trình đơn hiệu chỉnh, modify, ta lít vào modify. Trên cái trình đơn xuất hiện này chúng ta chọn cái gọi là fillet, ta lít vào fillet đó, lít fillet ở đây. Thì chúng ta sẽ chọn cái cạnh. À, bây giờ muốn như vậy thì chúng ta mới gõ này, chúng ta nói nè, bây giờ chúng ta xuống di dời chuột xuống dưới cái dòng lệnh cuối dưới này nè. Chúng ta thấy là bán kính là hiện thời ngay vị trí trỏ chuột đó là không. Ta lít chuột vào đây, chúng ta nói nè, chúng ta gõ R để định lại cái bán kính đó, giống như fillet bình thường rồi, chúng ta nói bán kính này là 10 mm. Chúng ta enter. Và bắt đầu sau khi chúng ta chỉnh được cái bán kính là 10 mm rồi á thì chúng ta di chuột lên trên. Đó, chúng ta bấm chuột vào đây nè, đó. Rồi, chúng ta enter. Giờ chúng ta chọn cái cạnh tiếp theo là cạnh này nè. Đó, chúng ta enter thì chúng ta thấy cái hình của chúng ta nó ra cái đó. Tức là lúc này chúng ta xoay 3D chúng ta xem. Chúng ta di chuột lên cái trình đơn view. Chúng ta chọn là Orbit và chọn Pre Orbit. Chúng ta xem đối tượng của chúng ta. Đó. Rõ ràng là thay vì chúng ta có thể phát triển cái mô hình này ở dạng đúng cái biên dạng là có cái bán kính ở chỗ này là 10, thì quý vị các bạn thấy là tôi có thể làm fillet chuyện đó ở chỗ này, chúng ta có là 10. À, rất là bình thường thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xoay qua cái góc bên này. Tôi hướng dẫn quý vị các bạn một cái lệnh khác, đó là lệnh chamfer. Lệnh chamfer. Nha. Chúng ta thấy nè, với cái lệnh này, bây giờ chúng ta sẽ vác cái này, cái đoạn này nãy là 40 mm, cái đoạn mà theo cái cạnh này là 40, cạnh này là 40, tôi vác mỗi bên là 20 20. Tôi gõ escape ra, thoát ra khỏi. Và chúng ta di chuột lên cái trình đơn modify. Đó, chúng ta chọn cái gọi là chamfer, vác ở đây nè, gọi là chamfer. Ta lít vào chamfer. Lệnh tắt của ba chữ đầu nó là cha đó, chúng ta lít vào đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ gõ chuột xuống cái vị trí ở dưới cái thanh, cái dòng lệnh ở dưới này, chỗ cái dòng command, dòng lệnh á. Vì các bạn thấy có rất là nhiều tùy chọn, lệnh nó giống y hệt như là lệnh chamber 2D rồi đó. Giờ chúng ta thấy là khoảng cách thứ nhất đang vác là 0 mm, khoảng vác thứ hai distance 2 đó cũng là 0 mm luôn. Vậy thì chúng ta bấm chuột vào đây, chúng ta gõ D để định lại cái khoảng vác đó. Chúng ta enter. Giờ chúng ta định cái khoảng vác này lại, khoảng này ví dụ như là nói là à đây là 20 mm. Chúng ta enter từ bàn phím và chúng ta chọn 20 nữa, enter. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta di chuột lên cái vùng đồ họa. Chúng ta chọn cái cạnh mà chúng ta sẽ vác là đây nè. Đó, chúng ta chọn cạnh là đây. Ta lít vào cái cạnh này. Và chúng ta ok. Quý vị các bạn thấy chúng ta enter liên tiếp. Thì cái đối tượng của chúng ta lúc này nó được vác đúng cái khoảng từ đây đến đây là 20 mm. Thay vì chúng ta đi dựng cái biên dạng giống như vậy, một cách khác cũng được, chúng ta dựng đúng cái biên dạng này ở 2D rồi chúng ta extrude lên. Đó, thì quý vị các bạn thấy là tôi đã làm cái chuyện là chamfer ở đây. Bây giờ á, chúng ta sẽ nghĩ tới cái chuyện là chúng ta sẽ làm một cái lỗ suốt, cái lỗ khoan suốt qua cái chi tiết này ở đây nè. Đó, chúng ta làm khoan suốt qua cái chi tiết ở đây. Thì trước khi làm chuyện đó thì quý vị các bạn biết rồi, nếu mà chúng ta nhớ lại cái căn bản của AutoCAD 3D, tức là muốn vẽ nó trên cái mặt phẳng nào thì chúng ta phải dời cái mặt phẳng XY lên cái mặt phẳng đó, mặt phẳng làm việc đó. Ta xác lập một mặt phẳng làm việc mới. Đó. Thế thì chúng ta có cái bộ lệnh là gì? Cái bộ lệnh mà chúng ta làm đó chính là UCS icon và UCS. Vậy thì chúng ta gõ UCS icon ở chỗ này, ngay cái vị trí cái trỏ chuột. À, chúng ta gõ là UCS icon và quý vị các bạn thấy enter, và chúng ta chọn cái gì? Chúng ta chọn origin. Đó là một lệnh. Chúng ta làm cái lệnh thứ hai, chúng ta chọn là UCS, chúng ta enter. Và chúng ta thấy là tôi hướng dẫn quý vị các bạn trong phần bài trước, chúng ta gõ xác lập hệ trục tọa độ mới bằng cách là chúng ta new, gõ N. À, cái lệnh này nó tiềm ẩn trong cái phiên bản 2007, nhưng mà những phiên bản trước quý vị các bạn sẽ thấy có xuất hiện là N ở chỗ đó. Tức là chúng ta không có gì bỡ ngỡ ở đây hết.
Chúng ta biết một cái mặt phẳng làm việc, một cái mặt phẳng thì được xác định bởi 3 điểm. Như vậy tôi tạo mới, tôi gõ new, thì lúc đó tôi cách sẽ hỏi tôi nè, cái mặt phẳng đó xác định như thế nào đây? Chúng ta chọn là 3 điểm, chúng ta chỉ gốc nó, xác định trụ đi, thế là xong. Bây giờ chúng ta xem cái cách làm như thế nào. Trên màn hình tức là chúng ta gõ N là new từ bàn phím. Sau đó chúng ta thấy nè, gốc mới đâu? Cái origin á, cái gốc mới đâu, chúng ta nói à giả sử lên mặt này. Chúng ta click chuột vào đó rồi. À quý vị các bạn thấy là cái trục này nó đang nằm đây nè, x ở đây, y ở đây nhưng mà z ở trên này. Lát nữa tôi sẽ làm lại đó một lần nữa. Quý vị các bạn thấy nè, tôi sẽ xoay cái hệ trục, nếu mà tôi xoay xung quanh cái x y này, quay xung quanh cái trục y x này nè mà 90 độ thì cái trục y nó sẽ nằm lên đây. Chúng ta nói kiểu này thì nó hơi khó. Rồi lát nữa chúng ta sẽ làm lại một kiểu khác. Nha. Tôi chỉ cái gì các bạn làm lại một kiểu khác đơn giản hơn, tự nhiên hơn, tức là chúng ta làm cái lệnh gọi là AutoCAD, rồi chúng ta tạo một cái mặt phẳng mới bằng 3 điểm. À, bây giờ chúng ta tạm dùng cái công cụ này, nó hơi phức tạp chút xíu, nó hơi lạ chút, nhưng mà chúng ta sẽ làm lại nó một lần nữa bằng cái lệnh gọi là UCS và tạo 3 điểm. Vậy chúng ta sẽ nhìn trên cái đồ họa chúng ta, màn hình đồ họa chúng ta. Bây giờ tôi mới gõ từ bàn phím là UCS, Enter. Tôi muốn quay xung quanh trục X thì chúng ta phải gõ chữ X. Vậy chúng ta xác định góc quay là 90 độ và Enter. Thì quý vị các bạn nhìn lại màn hình của chúng ta, đây vị trí trỏ chuột. Chúng ta thấy gì? Cái mặt phẳng XY lúc này đã nằm ở trên cái mặt không của cái khối đó. Tức là chúng ta có thể xoay nó. Nhưng mà nói tới đây thì quý vị các bạn thấy điều gì? AutoCAD cũng đơn giản thôi, nhưng AutoCAD yêu cầu chúng ta là chúng ta phải thao tác và gõ lệnh khá nhiều. Thế thì so với những cái phần mềm mà thiết kế tham số, ví dụ như là Autodesk Inventor hay là Revit Building, hay là chúng ta thấy là đó, những cái phần mềm Solid S, Solid Work v.v. thì quý vị các bạn thấy là chúng ta hoàn toàn có thể, tức là chúng ta tạo dựng cái khối nó đơn giản hơn nhiều, ít lệnh hơn nhiều. Đó. Bây giờ tôi chỉ quý vị các bạn, hướng dẫn quý vị các bạn một cái cách khác để tạo cái mặt phẳng này. Trước khi chúng ta đi qua cái phần ánh sáng và vật liệu, chúng ta nhìn thấy đây. Bây giờ ha, chúng ta thấy hệ trục nó nằm ở chỗ này, chúng ta gõ UCS và chúng ta Enter một lần nữa. Chúng ta thấy cái hệ trục của chúng ta nó trở về đúng vị trí góc trái bên dưới, đúng vị trí mặc định của nó khi mà chúng ta khởi tạo bản vẽ. Thực ra vẽ 3D, AutoCAD 3D mà không có cái dấu này thì chúng ta cũng chẳng biết đường đâu mà vẽ hết. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ tạo cái kiểu là chúng ta gõ UCS từ bàn phím, chúng ta gõ N, tạo mới, và chúng ta gõ số 3, tức là chúng ta nói rằng cái mặt phẳng của chúng ta, mặt phẳng làm việc của chúng ta nó gồm có được xác định bởi 3 điểm, chúng ta gõ số 3. Chúng ta gõ số 3 thì chúng ta thấy AutoCAD nhắc chúng ta là chúng ta xác định cái điểm mới đi. Specify new origin. Là lít vào đây nè, đây nè, à đây nè, gốc mới nằm đây nè. Đó. Chúng ta thấy lập tức AutoCAD hỏi chúng ta nè, anh chỉ một cái điểm là về hướng dương của trục X đi. Tôi bấm ở chỗ này là hướng dương trục X đây. Vậy thì AutoCAD lại tiếp tục hỏi là chúng ta xác định cái hướng dương của trục Y đi. Chúng ta nói à đây nè. Ta lít chuột ở đây. Thì bằng cái thao tác như vậy, chúng ta xác định được cái mặt phẳng á, cái mặt phẳng Y làm việc ở đó. Giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta vẽ cái hình trụ xuyên qua đây, ta di chuột lên phía trên, chọn cylinder. Bây giờ các bạn chọn là cylinder, vẽ trụ, ta click vào cylinder. Chúng ta mới nói là bây giờ chúng ta vẽ cái trụ này bằng cách là chúng ta nói à cái trụ này á là nó sẽ trùng với cái tâm ở đây nè. Đó, chúng ta thấy trên cái hình đó có bán kính là 5mm và cái chiều sâu nó ở đây nè. Đó, chúng ta có thể thấy cái phần xuyên qua của nó ở đây. Bây giờ chúng ta muốn loại bỏ cái phần vật liệu này. Đó, quý vị các bạn xem là tôi bấm chuyển như vậy đó. Chúng ta thu lớn, nó phóng lớn lên một chút xíu. Thì chúng ta gõ lệnh su, Enter. Và chúng ta chọn đối tượng. Chọn cái khối ngoài này nè, Enter. Và chúng ta chỉ khối này. Trừ được cái đối tượng ở đây. Bây giờ chúng ta trừ được cái phần đó rồi.
vị các bạn thân mến, nói tới đây thì tôi lại vừa hướng dẫn quý vị các bạn hai cái lệnh mà gọi là lệnh chamber trong 3D, tức là vác trong 3D, và lệnh fillet, tức là tạo bo góc, tạo cái bo góc ở trong cái không gian 3D. Cũng như là chúng ta ứng dụng cái lệnh UCS mà chúng ta tạo mới, new, và chúng ta tạo mặt phẳng 13 điểm. Bây giờ tôi hướng dẫn quý vị các bạn trong cái phần vật liệu và ánh sáng để làm cho cái cảnh chúng ta nó thực hơn. Thế thì bây giờ quý vị các bạn thấy trên cái khối của chúng ta là đây. Tôi có thể vẽ bổ sung thêm một số cái khối khác nữa. Ví dụ đơn giản là tôi di chuột lên phía trên này, tôi thao tác rất là nhanh. Tôi vẽ những cái khối ở đây. Tôi có cái khối cầu. Chúng ta thấy cái khối cầu này nó màu đen như vậy thì rất là khó. Do vậy mà chúng ta sẽ chọn ở trên này là chúng ta kích hoạt cái hiện hành cái layer số 1 lên. Chúng ta vẽ một số cái khối thả đây. Vẽ một số cái trụ đây. Có gì các bạn làm chuyện này rất là bình thường thôi. Nhưng chúng ta thấy cái khối này đó, cái hệ trục nó là như vậy. Bây giờ tôi sẽ cho cái hệ trục này trở lại đúng vị trí mặc định của nó bằng cách là tôi gõ UCS và Enter hai lần. Thì chúng ta thấy cái hệ trục nó trở về đúng cái góc trái bên dưới của cái màn hình. Chúng ta mới thấy rằng cái thanh công cụ hồi nãy là cái thanh Solid Editing ở đây. Giờ tôi lại lít chuột trên cái thanh công cụ, những cái thanh công cụ trên này nè, lít chuột phải. Chọn cái thanh tên là Render. Tôi chọn cái thanh tên là Render. Ta lít vào Render. Thì cái thanh Render, cái thanh công cụ là đây nè. Đó, bây giờ chúng ta cho nó cố định ở một vị trí nào đó ở đây. Quý vị các bạn thấy cái hình khối của chúng ta đang là khối 3D. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm, chúng ta vẽ một cái máy xong, chúng ta vẽ một cái tòa nhà, cũng như vẽ nội, ngoại thất vân vân, chúng ta cần có những cái hình đó để chúng ta đưa vào những cái chương trình xử lý văn bản hay kiểu gì đó, hay là những phần mềm mà để biên tập hình ảnh, ví dụ như Photoshop chẳng hạn, để ta chỉnh sửa thêm, để chúng ta làm cái báo cáo là chúng ta nói là chúng ta vẽ cái nhà lên, chúng ta đưa cái hình cái nhà đó, thì chúng ta cần phải có cái render, tức là chúng ta diễn quả nó, chúng ta kết xuất nó sang 2D. Chúng ta thấy nè, giờ quý vị các bạn thấy ở trên này nè, trên cái thanh công cụ đó chúng ta có cái hình một cái ấm nước, một ấm trà nhỏ. Chúng ta click, chúng ta gọi là render, chúng ta thấy chữ render xuất hiện ở đó. Cái chữ render đó có nghĩa là kết xuất hay là diễn quả đó, chúng ta click vào đó. Thì quý vị các bạn, cái phiên bản 2007 chúng ta thấy nó hơi khác một chút xíu. Ta click đi, chúng ta thấy một cái hộp thoại xuất hiện. Chúng ta thấy liên tục cái hình đó xuất hiện. Cái hình ở đây là cái hình 2D. Bây giờ chúng ta có thể lưu nó lại được. Chúng ta có thể chọn vào file và chúng ta save nó, hay là save cái bản sao đó. Đây là cái hình 2D hoàn toàn. Đó, quý vị các bạn thấy là nếu chúng ta đảo góc của nó, những cái thông số liên chúng ta đảo góc nó, chúng ta render thì chúng ta thấy cái hình khác thôi. Cái hình này chúng ta lưu.